Truyền thuyết đô thị là tên gọi chung của những câu chuyện ma quái, bí ẩn được lưu truyền bằng hình thức truyền miệng. Do đó, dù nội dung của những câu chuyện này không thể xác thực, nhưng chính điều đó càng làm cho nó trở nên rùng rợn và đáng sợ hơn. Mỗi quốc gia đều có những truyền thuyết đô thị khác nhau, nhưng có nhiều người yêu mến dòng văn hóa hiện đại này cho rằng truyền thuyết đô thị của Nhật Bản là nổi da gà nhất. Truyền thuyết đô thị Nhật Bản là gì? Truyền thuyết đô thị Nhật Bản là những câu chuyện kể dân gian được lưu hành trong đời sống như những câu chuyện có thật. Đặc trưng của những truyền thuyết này chính là chúng xuất phát từ Nhật Bản và phổ biến trên toàn nước Nhật. Các câu chuyện đó thường liên quan đến việc các thực thể hoặc sinh vật huyền bí gặp phải và tấn công con người. Tuy nhiên, người ta còn dùng tên gọi này cho những tin đồn lan truyền, phi siêu nhiên trong văn hóa đại chúng. Thể loại chuẩn của những truyền thuyết đô thị không liên quan gì đến những câu chuyện yêu quái dân gian, mà là những câu chuyện ma quái quỷ dị trong đời sống hiện đại và đương đại, thường được gọi là yurei. Truyền thuyết đô thị hiện đại của Nhật Bản lấy bối cảnh trong các trường học hoặc thành phố, một số truyện có thể được coi là những câu chuyện cảnh báo. Các thể loại truyền thuyết đô thị Nhật Bản. Truyền thuyết đô thị Nhật Bản được chia thành hai thể loại chính, truyền thuyết tự nhiên và truyền thuyết siêu nhiên. Trong đó, truyền thuyết tự nhiên thường dựa trên những chủ thể, sự kiện có thật, được người ta thêm bớt, truyền miệng kể lại và có tính xác thực không cao. Còn truyền thuyết siêu nhiên là những câu chuyện ma quái rùng rợn, có liên quan đến những chủ thể ở chiều không gian khác nhau như ma quỷ. Sau đây là một số truyền thuyết đô thị Nhật Bản nổi tiếng. Vụ cháy cửa hàng bách hóa Shirokiya năm 1932. Vào ngày 16 tháng 12 năm 1932, đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại cửa hàng bách hóa Shirokiya ở Tokyo, khiến 14 người chết. Trong vụ hỏa hoạn, nhiều nữ nhân viên bán hàng mặc kimono đã phải tháo chạy lên tầng thượng của tòa nhà 8 tầng này. Theo quan niệm truyền thống, phụ nữ không mặc đồ lót khi mặc kimono. Vì vậy, đã có tin đồn rằng một số người từ chối nhảy xuống lưới an toàn của lính cứu hộ đang giăng bên dưới vì họ sợ bị tóc tà áo và lộ hàng, dẫn đến việc những người này đã tử vong do đám cháy ngay sau đó. Người ta cho rằng, sau vụ hỏa hoạn kia, ban quản lý cửa hàng đã yêu cầu các nhân viên bán hàng được mặc nội y cùng với kimono và lối ăn mặc này cũng trở nên phổ biến hơn. Máy đếm giờ của Sony. Đã từng có tin đồn rằng, tập đoàn Sony đã cài đặt một thiết bị đếm giờ trong tất cả các sản phẩm điện tử của mình, khiến chúng bị hỏng ngay sau khi hết thời hạn bảo hành. Tính đến nay, điều này vẫn chưa được xác thực. Tuy nhiên, người ta cho rằng, dù không biết Sony có cài máy tính giờ vào các thiết bị điện tử của họ hay không, nhưng cụm từ này đã ám chỉ việc các sản phẩm của Sony chỉ sử dụng được cho đến khi hãng phát hành mẫu mã mới. Akamanto, áo choàng đỏ. Akamanto được mô tả là một linh hồn nam mặc áo choàng đỏ và đeo mặt nạ che mặt. Người ta kể rằng Akamanto ám trong phòng tắm công cộng hay phòng tắm trường học, thường là bồn tắm cuối cùng của phòng tắm nữ. Theo truyền thuyết, những người trong bồn tắm được Akamanto yêu cầu lựa chọn giữa giấy đỏ hoặc giấy xanh dương. Cho một số phiên bản là áo choàng đỏ hoặc áo choàng xanh dương. Nếu chọn màu đỏ, nạn nhân sẽ bị xé rách đến chết. Còn nếu chọn màu xanh dương, sẽ bị xiết cổ hoặc rút hết máu khỏi cơ thể. Còn nếu chọn một màu ngoài hai màu xanh đỏ, thì sẽ bị ông ta lôi xuống địa ngục. Theo những câu chuyện truyền miệng nhau, chọn màu vàng thì đầu sẽ bị đẩy vào nhà vệ sinh. Nếu muốn sống sót, thì chỉ có thể tìm cách thoát khỏi phòng tắm. Quảng cáo Kleenex bị nguyền rủa. Vào những năm 1980, Kleenex đã phát hành 3 đoạn quảng cáo khăn giấy. Trong đó, nữ diễn viên Keiko Matsuyaka, thủ vai nữ chính, mặc một chiếc váy trắng và còn có một đứa trẻ mặc đồ yêu tinh Nhật Bản ngồi trên đống rơm. Nhạc nền quảng cáo là bài hát "Đó là một ngày đẹp trời" của Edward Barton và Jane. Sau khi lên sóng, nhiều người bắt đầu gửi khiếu nại với các đài truyền hình và trụ sở công ty của Kleenex vì họ cho rằng quảng cáo không đáng tin. Một số người cho rằng bài hát nghe giống như một lời nguyền của Đức, mặc dù lời bài hát bằng tiếng Anh. Không lâu sau đó đã xuất hiện những tin đồn về cái chết không rõ ràng của các diễn viên và ekip thực hiện 3 đoạn quảng cáo này. Teke Teke hoặc Kashima Reiko. Teke Teke là hồn ma của phụ nữ trẻ hoặc nữ sinh bị ngã chết trên đường sắt. Người ta gọi đây là một oán linh hay linh hồn báo thù, thường ẩn nấp quanh các khu vực đô thị và nhà ga vào ban đêm. Vì không còn chi dưới, hồn ma này di chuyển bằng cả hai tay và khuỷu tay, kéo phần thân trên của mình và tạo ra âm thanh tương tự như tiếng teke teke. Nếu gặp được một đối tượng tiềm năng, hồn ma này sẽ đuổi theo và chém người đó làm đôi bằng lưỡi hái hoặc vũ khí khác. Trong một số dị bản, người ta cho rằng linh hồn Kashima Reiko, người bị tàu hỏa cán lìa hai chân ra khỏi người. Theo truyền thuyết, hồn ma không chân này ám các phòng tắm và hỏi người dân xem có ai biết chân của cô đang ở đâu không. Nếu ai đó đưa ra câu trả lời mà Kashima không chấp nhận được, cô sẽ xé hoặc cắt chân họ. Cách thoát khỏi Kashima là trả lời rằng đôi chân của cô đang ở trên đường cao tốc Meisin, hoặc đáp bằng cụm từ Kamen Shinima, mặt nạ quỷ chết. Nếu các bạn muốn biết thêm những thông tin thú vị về Nhật Bản, thì đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh YouTube của Kilala nhé! Kilala, mài nước Nhật đến gần bạn hơn.